Thì giờ tụi mình chuẩn bị đi ra biển nha các bạn. Là thứ bảy cuối tuần ha các bạn ha. Trời ở ngoài rất là đẹp luôn nè. Cho nên tụi mình chuẩn bị đi biển ha. Thì cái này là xôi mặn nè. Cái này dưa hấu. Tụi mình đem theo để ra tàu mình ăn á. Đây, đại loại mình sẽ bỏ vô đây, cái này nóng thì bỏ qua bên. Thì cái này nó giữ lạnh đấy các bạn, dưa hấu thì mình để bên đây, cái này nước. Đồ nghề đã sẵn sàng nha, lên đường. Đây. Trên nhà của mình nó chạy ra bến tàu mất khoảng 5 phút đó các bạn. Bắt đầu ở đây mình chạy ra là bắt đầu mình thấy biển rồi nè. Đó biển á. Đây Alex nè, đó cái tàu mình kéo phía sau. Alex, hello đi con. Thì tụi mình ghé đổ xăng trước. Alex, đeo mắt kính cho Alex chào cô chú đi. Đó. Chào đi con. Tụi mình tới chỗ xả tàu rồi. Anh xã mà nóng tháo những cái này ra để ngồi mình cho chiếc tàu xuống nước á. Chỗ này là mình thả tàu xuống nè. Bây giờ chờ anh xã mình ổng đi đậu cái đồ kéo á. Rồi ổng xuống. Quay cho các bạn coi. Mình đang ở ngoài biển lên trên lên lấy bận áo vô nè, thử cả thả câu rồi nha, để coi coi có dính cá không. Mùa này thì chưa có nhiều đâu, khoảng giữa tháng 5 ha thì sẽ có cá nục á. Hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn, thì tụi mình đang lên trên ở đây thì thử thả câu ở đây thôi, chút xíu mình sẽ đi vô trong kia mình quay cảnh đẹp nha. Gán làm kiếm tiền già già mua cái nhà này. Ở đây thì nhiều lắm, nhà nghỉ mát nó ở ngoài biển thì nó bán nhiều. Thích mấy cái nhà nghỉ mát rồi nè. Đẹp. Dễ thương anh á. Dễ thương không? Có mấy đứa nhỏ nó thả cần câu kìa. Ông nội ông ngoại gì á chở đi.
mấy cái nhà nhỏ nhỏ ở đây dễ thương quá. Alex nè, Alex lái. Gì hả? À có thể. Sao em nhớ hôm bữa giống mình bỏ thả câu ở đây thì mình thấy cái ông kia ông thả cua đó. Sao mình có chiếc tàu to dễ sợ kìa. Đâu gần nhà giàu nó quy nó chơi kìa, ghê không? Nghe mình không ăn thua vậy. Đó, bên kia có chiếc tàu to. Thấy đang nhậu trên đó. Uống rượu đỏ rồi. Ăn xôi không cả nhà? Cái này là mình thủ sẵn từ sáng sớm nè. Alex ăn không? Ngon quá. Tụi mình có cái bàn nữa nhưng mà làm biếng đem ra rác quá à, cho nên ngồi đây ăn luôn. Ngon lấy con cua. Cái này là mình nấu rồi sáng á để mang theo. Đó mình tụi mình neo ở đây. Để không? Rồi đi lên đây kiếm chỗ ngồi cho Alex cua. Đi lên đây này coi. Đi. Ủa có bãi cỏ kìa. Thì đó cái bãi cỏ lúc trước. Cho Alex đi câu cua nha. Đi. Để mình lên đây mình quay cảnh cho các bạn coi. Rồi nắng ấm sướng lắm. Mọi người ở dưới thì dưới cho nên ấm em. Dạ. Ấm lắm ạ. Có cái đàn vịt thì nó bơi á các bạn. Gì? Bên đó tàu người ta đậu cũng nhiều lắm luôn á. Ở đây nó có từng cái đảo nhỏ vậy đó các bạn. Xong rồi trên mấy cái đảo này cái nó đóng mấy cái cọc bằng sắt á để cho tàu rồi người ta đậu đến người ta chơi á, cho dân có chỗ giải trí á, neo tàu đồ. Ở đây có cái bãi nhỏ xíu để cho con nít nó xuống đó nó câu cua á. Alex cũng có cái cần câu cua nè, thả xuống câu cua. Để mình coi coi dưới này có hào không nữa bắt nha.
không có quá. Quay một vòng. Bây giờ là 8 giờ tối rồi nha các bạn, mà trời nó còn sáng nè. Ngày mai nó ha. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi ra, tụi mình bỏ cái lồng xuống để ngày mai coi có cua không ha. Đây, quay cái lồng cho các bạn xem. Cái lồng đây. Thì sáng tụi mình đi rồi, đi cho đến đâu cũng 4-5 giờ chiều á, tụi mình về nhà xong rồi à. Lấy cái lồng á, tại vì hồi sáng đi cũng định là thả cua biết không? Cho nên bây giờ Hoành về nhà lấy cái lồng xong đem xuống rồi mình đi thả đi coi coi ngày mai dính cua dính cá gì không nha. Hồi năm trước là tụi mình thả ở đây là bội thu nè nha, dính một lần 9 con. Ở đây là mồi cá nục này ha các bạn ha. Cá nục này là hồi năm ngoái mình câu tới năm nay còn á. Bây giờ bỏ vô đây. Bỏ nó giữa vậy đó. Nó có cái lưới này thấy không, mình bỏ vô để làm mồi á. Rồi, bây giờ ở đây mình đóng vậy nè. Tôm hùm. Đợt trước mình có dính được con tôm hùm nữa. Ừ. Giờ tới sáng rồi mình đã ra mình thăm nha. Đó. Good luck. Các bạn nhớ đón xem nha, ngày mai thử coi có dính hay không thôi. Chứ thường thường cua là mùa đông là chắc chắn phải có thôi. Nhưng mà bây giờ là đầu mùa hè. À chưa có. Chưa biết nè. Alex, dục cái phao xuống đi con. Chưa hả? Mình làm dấu của mình đó. Alex số điện thoại luôn. Bây giờ Alex dục để lấy hên nha. Rồi cầm. Rồi con. Cầm dục đi. Rồi, ba quay. Wow, ngày mai có mấy con Alex? Năm con hả? Wow. Rồi bây giờ nhớ địa điểm nha, địa điểm ở đây nè. Đó, địa điểm có mấy cái nhà nghỉ mát ở trên núi nè. Mấy con ngày mai mình chạy hoài kiếm không ra nữa là kỳ dữ lắm đó. Bye bye. Bye. See you again. Ngày mai đi. Dạ. Ok, ngày mai ra. Hy vọng bội thu nha các bạn. Hãy đón xem. Các bạn đón xem ngày mai mình đi chơi picnic nguyên cả ngày nữa ha. Mình câu cá rồi nướng rồi ăn rồi có thể ngủ ở ngoài ghe luôn. Nếu mà trời đẹp. Dạ. Bây giờ là 8 giờ chắc 8:10, 8:15 gì đó. Bây giờ 8:20 rồi. 20 luôn. Trên đây nó để nè. 8:20 nè. 8:20 luôn. Ok. 8:20 luôn. Nước ở đây có 23 mét à. 23 gần 24 mét. Ok. Nước lặng á, có cua đó.